Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự chuyên đề do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Thắng thực hiện. Chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Công viên văn hóa Trung tâm huyện Bảo Thắng, nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Con đường mở lối thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Ải Nam, thị trấn Nông Trường Phong Hải. Nông dân Thái Niên tập trung thu hoạch củ đậu. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, công viên văn hóa trung tâm huyện Bảo Thắng đang phát huy đúng tiềm năng giá trị của mình. Nơi đây không chỉ diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa xã hội của địa phương, mà còn là không gian lý tưởng cho nhân dân vui chơi, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành sau một ngày làm việc, học tập, lao động mệt mỏi. Công viên văn hóa thể thao huyện Bảo Thắng là tổ hợp của các công trình, nhà truyền thống, nhà thi đấu đa năng và nhà văn hóa. Dự án được quy hoạch xây dựng trên diện tích 2,1 ha, trong đó công trình nhà thi đấu đa năng được xây mới với diện tích xây dựng 1.180 m2, quy mô 250 chỗ ngồi, nhà truyền thống xây dựng mới với diện tích 625 m2. Đồng thời huyện cũng đã đầu tư cải tạo nâng cấp nhà văn hóa và các hạng mục ngoại thất, cảnh quan khu vực công viên văn hóa thể thao huyện. Tổng mức đầu tư xây dựng các hạng mục trên 41 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Công trình đã góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh sạch đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển thị trấn Phố Lu trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025 và là tiền đề để trở thành thị xã Bảo Thắng trước năm 2030. Từ khi mà có nhà nước đầu tư xây dựng cái công viên văn hóa này, tôi cảm thấy là một công trình rất là tuyệt vời. Có cái công viên văn hóa này thì hàng ngày mọi thế hệ tầng lớp của chúng tôi ra đây vui chơi, tập thể dục, con người cảm thấy là khỏe mạnh, cuộc sống có ích. Và tôi cảm nhận rằng quê hương nhà mình đang thay da đổi thịt từng ngày và cảm thấy mảnh đất này thật đáng sống và đáng tự hào. Và từ khi xây dựng cái khu công viên văn hóa này là tôi cảm thấy là không khí đây là rất là dễ chịu, thoải mái. Bản thân tôi là tối này cũng hay cho con ra đây chơi, là buổi sáng thì tôi cũng ra đây tập thể dục. Thì thay vì đó là các bậc phụ huynh là thay cho con cái xem điện thoại này thì cho con ra đây chơi ở đây, không khí rất là trong sạch. Gắn bó với quê hương Bảo Thắng đã hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Màu không khỏi xúc động khi hồi tưởng về những năm tháng còn nhiều khó khăn vất vả của huyện nhà. Cho đến ngày hôm nay là một diện mạo mới của Bảo Thắng đầy khang trang hiện đại và rạng rỡ với nhiều công trình được đầu tư xây dựng phục vụ nhân dân. Tôi rất là xúc động khi được ghé thăm nhà truyền thống lịch sử của huyện Bảo Thắng, nhìn những kỷ vật gắn bó bao nhiêu năm trong quãng đời công tác thì làm cho tôi thêm tự hào về cái truyền thống quý báu của nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng. Mong rằng là nhà truyền thống sẽ mở cửa thường xuyên để cho mọi người dân, đặc biệt là các cháu học sinh được ghé thăm và ôn lại, nhớ lại những cái truyền thống nhân dân và cán bộ đã ủng hộ góp công. Nhà truyền thống huyện không đơn thuần là nơi trưng bày các tư liệu, hiện vật, hình ảnh mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua đó mang lại cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách gần xa, đặc biệt là thế hệ trẻ của huyện nhà, một địa điểm lý tưởng để tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển và những thành tựu nổi bật của quê hương Bảo Thắng anh hùng. Vào tham quan nhà truyền thống thì con cảm thấy rất là vui. Con được thấy nhiều đồ vật từ ngày xưa và con được biết thêm lịch sử về huyện Bảo Thắng. Con muốn các cô giáo cho bọn con vào đây tham quan để biết thêm nhiều về lịch sử huyện Bảo Thắng. Với những giá trị văn hóa, lịch sử, nhân văn sâu sắc, công viên văn hóa huyện Bảo Thắng không chỉ là nơi để nhân dân các dân tộc trong huyện và du khách đến tham quan tìm hiểu về chặng đường phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, mà còn là nơi vui chơi, giải trí của mọi lứa tuổi, từ đó thêm yêu, thêm tự hào về vùng đất mà mình đang sinh sống. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thị trấn Nông Trường Phong Hải đã ưu tiên nguồn lực, đầu tư nâng cấp và mở mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần mở ra cơ hội thoát nghèo cho bà con nông dân. Thôn Ải Nam, thị trấn Nông Trường Phong Hải có 160 hộ, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của bà con trước kia chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy nên nghèo đói còn khá nhiều.
Hơn nữa, trước đây do sự cách trở về giao thông nên thu nhập của người dân hầu như không đáng kể. Hàng nông sản của bà con làm ra chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp tại chỗ, thương mại dịch vụ chưa hình thành, cho nên hàng năm tỷ lệ hộ nghèo vẫn luôn ở mức cao. Từ khi có chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn vùng cao Ải Nam được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần giúp người dân nơi đây có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Gia đình tôi cũng là phải đi đầu, trong đó là vận động ra anh em trong gia đình hiến đất cũng như là đóng góp để cho bà con người ta nhìn và tin tưởng và làm theo. Sau đó thì tất cả bà con nhân dân thì cũng rất là đồng tình hiến đất cũng như là hiến cây cối, hoa màu, ngày công cũng như là tiền để làm đường. Thì cho đến thời điểm này thì cũng báo cáo là thôn Hải Nam cũng được sự quan tâm của các cấp và sự đồng tình, đồng nhất trí cao của nhân dân cũng như là các ban ngành đoàn thể của thôn đoàn kết và bây giờ đã giải phóng được 1,8 km đường. Đây là con đường bê tông được làm cách đây đã nhiều năm. Tuy nhiên trước đây tuyến đường này chỉ rộng 3 mét nên việc lưu thông phát triển kinh tế của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, ngay sau khi thị trấn có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, chi bộ chính quyền thôn đã tích cực vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc và cây cối lâu năm để mở rộng đường giao thông lên 6 mét. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên gần 20 hộ dân trong thôn có đường đi qua đất của gia đình đã tự nguyện hiến gần 3.000 mét vuông đất và chặt bỏ hàng trăm cây lâu năm các loại, cùng nhiều hoa màu trên đất để mở rộng đường với tổng chiều dài 1,8 km. Tổng trị giá con đường trên 1,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt cùng với hiến đất trị giá 519 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách của huyện và thị trấn. Về cái mở đường ấy thì lúc đầu tôi cũng không đồng ý đâu, thì bởi vì tôi cũng vừa hiến đất nhiều này, xong rồi lại cây cối cũng chúng cả cây cối nhiều này, bởi vì cây cối tôi đã trồng lâu năm rồi, đâm ra cũng to rồi, phá nó phí, thì xong rồi cũng được ở thôn với trưởng thôn với là ủy ban đến vận động thấy hợp tình hợp lý mở rộng về sau thì để cho dân và ở thôn chúng tôi để làm ăn nó dễ dàng và vận chuyển vật liệu để thuận tiện. Trước đây muốn đi từ trung tâm thị trấn Phong Hải về thôn, bà con chủ yếu trèo đèo, vượt dốc cao dựng đứng, mất hàng tiếng đồng hồ. Từ ngày có đường mới, cuộc sống của bà con nhân dân trong thôn đã đổi thay đáng kể. Từ khi con đường bê tông của dự án mở rộng đường giao thông nông thôn mở về thôn Ải Nam, cuộc sống của bà con đã có sự thay da đổi thịt. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế, trang trại, gia trại kết hợp với áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, nên thu nhập tăng cao rất nhiều so với trước đây. Hưởng ứng phong trào mở rộng đường giao thông thôn trên địa bàn thị trấn Nông Trường Quảng Hải thì đối với thôn Hải Nam là một trong những thôn 100% đồng bào dân tộc số, điều kiện kinh tế cũng còn rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy thì với sự vận động của địa phương cũng như là ban lãnh đạo thôn Hải Nam thì bà con nhân dân hưởng ứng. Hiện nay chúng tôi đang mở rộng một tuyến đường dài 1,8 km, mở từ nền đường từ 4 lên 6 mét và đổ bê tông. Bà con nhân dân hưởng ứng hiến đất với khoảng gần 3.000 mét vuông đất để mở rộng nền đường cũng như là đóng góp tiền công, nhân công, kè các địa điểm sung yếu để mở rộng nền đường. Sau khi nền đường được khánh thành, góp phần phát triển kinh tế, đi lại bà con được thuận tiện hơn. Những hiệu quả dân sinh mà các tuyến đường giao thông mang lại cho đồng bào Ải Nam nơi đây đã thực sự khẳng định mục tiêu của dự án giao thông nông thôn, đó là cải thiện sinh kế, phát triển hạ tầng, nâng cao mức sống của người dân. Tin tưởng rằng với những cung đường mới được đầu tư hôm nay sẽ là động lực lớn thúc đẩy cho kinh tế xã hội ở vùng cao phát triển, đem về cơm no, áo ấm cho dân bản.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Một trong những cây trồng hiện đang cho thu nhập khá cao đó chính là cây củ đậu. Vụ củ đậu này, nông dân Thái Niên được mùa, năng suất củ đậu tăng, mẫu mã chất lượng tốt là bởi thời tiết diễn biến thuận lợi, kỹ thuật thâm canh của người dân ngày càng được nâng cao. Bình quân mỗi sào cho thu về hơn 2 tấn củ. Hiện giá bán dao động tại ruộng trung bình từ 5.000 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí cho thu lãi từ 5 đến 6 triệu đồng trên một sào, khiến người nông dân rất phấn khởi. Gia đình bà Lư Thị Đạt, thôn Đo Ngoài, là một trong những điển hình trong việc đầu tư phát triển mô hình trồng cây củ đậu. Và đây chính là cây trồng chủ lực của gia đình bà lựa chọn để phát triển kinh tế. Vụ này gia đình bà trồng chục sào củ đậu với năng suất đạt hơn 2 tấn trên một sào. Ước tính năm nay gia đình bà sẽ thu về hơn 20 tấn củ, trừ chi phí cũng cho thu lãi gần 60 triệu đồng. Củ đậu thì trồng cách đây được 12 năm rồi, nhưng mà trồng thì cái này có hiệu quả hơn những các cây khác, ngô, sắn, khoai hay rau cỏ. Nó mỗi năm thì như năm ngoái thì được 8 đến 10 triệu một sào. Với hơn một sào củ đậu, gia đình anh Nguyễn Văn Bắc ở thôn Đo Ngoài đang khẩn trương dỡ củ để bán. Theo anh Bắc, năm nay giá củ đậu tuy có giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng để so với các cây trồng khác thì cây củ đậu vẫn cho năng suất cao hơn gấp 5 đến 6 lần. Như vậy, với hơn một sào củ đậu, sau khi trừ chi phí cũng cho gia đình anh thu lãi gần 6 triệu đồng. Gia đình tôi trồng củ đậu là 4-5 năm rồi. Cái thời gian chăm sóc thì nó cũng rơi vào khoảng độ 4 tháng đến 4 tháng rưỡi. Quy trình trồng thì cũng đơn giản thôi. Phơi ruộng cho nó khô đi, phơi đất mỏng cho khô đi, xong rồi là cày bừa lên rồi lên luống rồi để trồng thôi. Còn lân đạm thì trồng là mình nót lân nót đạm, mình theo cái quy trình ví dụ như là 10 hôm hoặc là nửa tháng thì mình lại cho lân cho đạm một lần. So với lại là các cây trồng khác như là ngô, lúa, chắc chắn là nó sẽ hơn. Diện tích trồng củ đậu toàn xã Thái Niên khoảng 25 hecta, tập trung ở các thôn Đo Ngoài, Mom Đào, Báu. Tuy không phải là cây trồng chủ đạo, nhưng cây củ đậu góp phần tăng thu nhập cho người dân. Mỗi năm Thái Niên thu hàng trăm triệu từ loại cây này. Hiện nay người dân trong xã đang vào vụ thu hoạch. Ngoài việc dễ trồng, cây củ đậu còn có nhiều ưu điểm khác như ít sâu bệnh, đầu tư thấp, ít phải chăm sóc, có thể trồng được nhiều vụ trong năm. Chính vì vậy mà đây là một trong những loại cây màu được bà con nông dân đầu tư trồng nhiều. Ở các diện tích phải chờ nước, thiếu nước, cây củ đậu đều phát triển và sinh trưởng được. Vì vậy mà đây là loại cây hoa màu rất thích hợp để trồng gối vụ, nâng cao giá trị đất canh tác. Đối với cây củ đậu xã Thái Niên thì cũng đã trồng được hơn chục năm. Diện tích duy trì thường xuyên thì 20-25 ha. Về cơ bản là cái giá cả và cái thu nhập của cây củ đậu thì cũng được mỗi một vụ thì một sào thì được hơn chục triệu. Thế thì ở đây thì bà con dân làm thì cũng đã có thâm niên. Thế là đến nay thì về cơ bản là cây củ đậu thì cái chất lượng thì càng được nâng cao. Thế là đối với cây củ đậu thì không sử dụng cái phân bón nhiều và đặc biệt là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên là việc sử dụng cái mặt hàng cây củ đậu thì đảm bảo cho sức khỏe tốt, đảm bảo. Thế còn cung ứng ra thị trường thì đến nay thì về cơ bản là đây bắt đầu là vào đầu vụ của cây củ đậu của vụ năm nay. Đấy thì cái giá bán thì hiện nay thì bán tại vườn là 5-6 nghìn trên 1 kg. Thì giá thì thấp hơn so với năm ngoái. Năm ngoái đầu vụ là 10.000 trên 1 kg. Rất mong rằng là thời gian tới thì nhiều người sẽ biết đến cây củ đậu của xã Thái Niên hơn nữa và ủng hộ bà con dân xã Thái Niên trong việc tiêu thụ mặt hàng củ đậu tại xã Thái Niên. Với hiệu quả cây củ đậu mang lại, vài năm trở lại đây, loại cây trồng này dần trở thành cây hàng hóa, mang lại thu nhập khá cho người dân. Hiện nay, bà con trên địa bàn xã đang tiếp tục mở rộng diện tích, đặc biệt là xen canh đối với những chân ruộng ít nước để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự chuyên đề do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Thắng thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.